Vô ha, 3, 2, 1. Xin chào các bạn cùng nhau quay trở lại với hỏi đáp số 41. Để mình có cái con MacBook Air 12 mình giới thiệu đây. Quay trời, hồi nãy số 40 tôi cũng giới thiệu rồi các bạn. Nhưng mà thôi không sao thì cũng giới thiệu lại với các bạn ha. MacBook Air 12 là một sản phẩm mới có tại GVN. Và bạn có thể ghé đường link phía bên dưới tụi mình đang có để có thể tham khảo về giá bán của sản phẩm này ha. Mà Mr. Tài cũng đã có review rồi à, sắp tới các bạn cũng sẽ được xem video về nó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay sau hỏi đáp này nhé. Và câu hỏi đầu tiên các bạn mang tên là Đạt Tuấn hay là Giạc Tuấn gì đấy. Rất là xin lỗi các bạn, không đọc đúng tên các bạn được ha. Anh ơi cho em hỏi là chơi game FPS thì màn 24 inch hay 27 inch ạ? Và em hỏi luôn là combo là i5-10400F-2060 hay là i3-12100F-2060 thì nó hơn ạ? Em cảm ơn hai anh. Rồi để trả lời cái vé đầu tiên cho bạn đi. Thiệt ra cái này nó liên quan tới cảm nhận cá nhân của mỗi người. Nhưng mà mình thấy là GoPro hầu hết là FPS gamer mà pro gamer luôn ha, thì họ thường sẽ có xu thế chọn những cái con màn hình 24 inch là tiêu chuẩn. Bạn có thể thấy là trong tất cả những cái giải đấu lớn họ cũng sử dụng những cái màn hình 24 hoặc là 24.5 đấy. Còn màn hình 27 inch thì nhiều anh em thích một cái sự thoáng đãng và cũng như là cái sự đa dụng á, thì anh em sẽ sử dụng màn hình 27 inch tại vì nó to hơn thì anh em có thể dễ dàng nhìn thấy một cái khoảng cách nó rộng hơn đúng không, và xem phim nó cũng đã hơn. Rồi về cái combo cấu hình nào là hơn á, thì mình cũng đã từng test qua cả hai cấu hình này luôn rồi và hiện tại mình cũng đang xài con 2060. Mà nói thiệt ra cho các bạn, 2060 là một con GPU mạnh và bạn chọn 2060 là đúng rồi đó. P/P nó bây giờ rất là tốt ha, mình đã có review rồi, mình có thể xem lại. Về combo thì mình chắc là mình sẽ chốt cái combo đầu tiên á, nhưng mà nếu như mà để chơi game FPS thời điểm hiện tại thì con Core i3-12100F nó vẫn trả lại cho các bạn một cái mức FPS ổn định và cao hơn. Đấy, nhưng mà khi mà các bạn sử dụng cho đa nhiệm và đa tác vụ thì với nhiều nhân luồng hơn con Core i5-10400F nó vẫn có một cái mức CPU usage nó thấp hơn, và nếu như bạn còn muốn livestream nữa thì nó sẽ giúp cho bạn trong cái trường hợp này rất là tốt. Còn đối với Tài thì sao, em chọn cấu hình như thế nào? Hoàn toàn đồng ý luôn, không có comment gì hết. Rồi, okay. Màn hình thì sao? Không, màn hình thì mình cũng sẽ giống anh Bình thôi, nhưng mà thật ra là mình ít chơi FPS lắm các bạn. Mình chỉ chơi mobile là chính thôi. Cho nên là với mình thì mình thích con 27 inch. Nhưng mà trong tình huống này là bạn kêu là bạn đang muốn FPS game thì lấy 24. Câu hỏi thứ hai đến từ một bạn mang tên là Thanh Nguyễn. Bạn có hỏi là mọi người cho em hỏi là xem video độ phân giải cao trên YouTube cần những yếu tố nào thế? Có những video 2K mà xem rất là lag, có những video 4K lại rất là mượt. Mình có dùng con Intel Pentium G630 để xem 2K thì lại ok, nhưng mà dùng 5500U thì lại lag, tùy từng video, không biết là như thế nào. Ok, cái này mình trả lời nhanh ha. Thật ra thì mình sẽ dựa vào chính cái câu hỏi này của bạn để làm ra một cái video dài hơn để mà trả lời chính xác về cái chuyện là encode và decode của các cái nội dung số hiện tại trên mạng xã hội, và nhất là YouTube và Netflix. Thì cái nội dung chi tiết mình sẽ trả lời sau. Nhưng mà về cơ bản thì bạn có thể tạm hiểu ở đây, tức là do cái phần cứng của bạn nó không có hỗ trợ được một cái codec nào đấy mà YouTube đang sử dụng. Thì khi mà nó không có hỗ trợ được thì nó sẽ khiến cho cái việc mà load các cái video 4K nó sẽ bị giật lag hơn, và cụ thể mình sẽ bật mí ở trong các clip kia hơn. Thì một cái giải pháp nhanh cho bạn là bạn có thể kích hoạt cái tính năng hardware acceleration ở trong cái trình duyệt của bạn á. Hiện thời là mình thấy hầu như tất cả mọi thứ trình duyệt đều có, từ Chrome, từ Firefox, từ Opera, rồi từ Safari là mặc định bật từ cái năm 2019 rồi, thì bạn không cần quan tâm. Thì thành ra là mình thấy là bạn cứ kích hoạt thử hardware acceleration thử coi là nó có còn bị hay là không. Chính xác á, cái này chia sẻ thêm chút xíu đi. Mình xài một con CPU ở nhà là Ryzen 5 2006, thì ra hồi trước á, lúc mà chưa có cập nhật driver cho toàn bộ hệ thống của mình và cập nhật những cái trình điều khiển cho cái bộ máy của mình, thì đúng thiệt là mình thấy Ryzen họ decoding nó hơi dở hơn so với là Intel thiệt. Và rõ ràng là khi mà các bạn xem video trực tiếp trên YouTube là đúng là đôi khi mình có những cái video nó bị giật lag giống như bạn, nhưng mặc dù mình xem 2K. Thì chắc là cái này để cho Tài chia sẻ kỹ hơn trong cái video của Tài đi. Tại vì thiệt ra nó có rất là nhiều những cách để chia sẻ cho bạn, và chia sẻ trong cái số hỏi đáp này thì không thể đủ thời lượng được. Cảm ơn bạn. Và câu hỏi tiếp theo đến bạn mang tên là Quân Phan Minh. Bạn có hỏi là giữa OLED Full HD và IPS 2K thì về mặt xem phim và giải trí bên nào sẽ đẹp hơn? Cái này nha, nếu như bạn đang đem cái yếu tố là xem phim và giải trí lên nữa thì bạn cũng nên có thêm một cái trường dữ liệu nữa, đó chính là cái kích thước hiển thị. Thì ở đây nó chỉ là Full HD OLED hay là IPS 2K thì nó hơi ít để mà chúng ta đánh giá được ha. Thì với cá nhân mình á, cái này nó chỉ là đánh đổi về cái hiển thị màu sắc, độ no màu, và cái chuyện là bạn có được một cái màn hình mà nó gọi là không có bị ô về khi bạn nhìn vào, và nó cũng sẽ dễ làm quen hơn, đó chính là IPS thôi. Thì mình vẫn nghĩ là nếu như bạn làm việc bạn nên lấy IPS 2K, tại vì cái độ phân giải 2K nó sẽ cho những cái layout ở trong các cái ứng dụng và phần mềm của bạn nó được scale nhỏ lại, và bạn xem nó sẽ thoải mái hơn, chính xác, và có nhiều cái trường dữ liệu add-on vào trong đó hơn. Còn nếu như bạn chỉ giải trí đơn thuần thôi thì OLED Full HD nó vẫn ổn ha. Thì nói chung là cái này nó vẫn chỉ là sự lựa chọn của mỗi người thôi. Như mình đi thì mình sẽ thích OLED Full HD. Mình thích IPS 2K nha các bạn.
Một bạn mang tên là Hồng Phạm thì bạn có hỏi là: anh ơi, tư vấn cho em là laptop nào chơi tốt được cả FIFA Online 4, đột kích và PUBG. Ok, FIFA Online 4 thì đơn giản rồi, bạn cứ chọn một con máy nào mà nó có CPU không quá cũ và cũng như là có GPU rời là chơi ngon, mượt, mát mẻ. Rồi còn hai cái tựa game mà khó đó chính là đột kích và PUBG. Tại vì bạn biết không, đột kích là một cái tựa game có sụt tương đối là cũ rồi, bây giờ mà chọn một con máy mà kiểu tương thích tốt với đột kích cũng hơi mệt đấy. Nhưng mà trong trường hợp này thì thiệt ra mình cũng đã từng cài đột kích trên một con máy với cấu hình tiêu chuẩn là Core i5-11400H kẹp với lại 3050 thì mình thấy nó vẫn chơi được. Chỉ có một cái vấn đề thôi là FPS nó không cao bằng những cấu hình cũ thôi, nó hơi kỳ vậy đó ha. Và thêm một cái nữa là PUBG, đây là một tựa game AAA hồi xưa tới bây giờ thì nổi tiếng là tối ưu phần cứng không được ngon nghẽ lắm, vậy nên là thiệt ra cái khung cấu hình mà các bạn chỉ cần đạt được là cỡ tầm i5-11400H ở trên laptop ha, kèm với lại 3050 và 16GB ở trên PUBG là đã đủ để cho các bạn có thể trải nghiệm 60fps trở lên ở mức thiết lập đồ họa là 2 rồi. Và đây mình cũng có đang hiện trên màn hình cho các bạn một cái option của Gigabyte G5 với mã là GD51S1123SO các bạn ha. Đấy thì đây là một con laptop mà theo như mình thấy là đa phần các bạn sẽ nói nó là quốc dân, tại vì nó sẵn 16GB trong đây rồi. Nếu các bạn chỉ cần mua một cái khung cấu hình giống như thế này về là chỉ việc chơi thôi các bạn, không cần phải nâng cấp RAM thêm. Và cứ như cái khung cấu hình của mình đi ha, i5-11400H kèm với lại 3050 và 16GB là đủ để cho các bạn trải nghiệm từ game AAA đổ xuống rồi, ngon ha. Và câu hỏi tiếp theo đó, bạn mang tên là Đặng Trúc Bùi 1980, bạn có hỏi là laptop Lenovo có tốt không anh? Ba em kêu là hàng Trung Quốc dễ hư lắm. Em tính mua laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 bản Ryzen 5 5600H và GTX 1650. Cái này thì thiệt ra mình cũng hiểu tâm lý của phụ huynh đó các bạn, tại vì đúng thiệt là Lenovo là một hãng đến từ đất mẹ Trung Quốc chứ không phải là một hãng đến từ những cái thương hiệu từ những cái nước kiểu bên trời Tây. Nhưng mà để có một cái câu chuyện chia sẻ cho bạn ha, Lenovo vẫn có những cái sản phẩm sử dụng công nghệ lõi đến từ một cái hãng rất là nổi tiếng mà có lẽ là phụ huynh các bạn biết, đó là IBM. Nếu như mà các bạn hỏi phụ huynh thử xem họ biết IBM hồi xưa làm mấy con ThinkBook, ThinkPad đồ á mà rất là bền luôn, sử dụng cái vỏ làm bằng carbon á, thì đúng thiệt Lenovo bây giờ là chủ của IBM và những cái sản phẩm như là IdeaPad Gaming hoặc là những cái sản phẩm như là Lenovo Legion nó vẫn sử dụng công nghệ lõi của IBM các bạn ha. Và bây giờ họ vẫn sản xuất ra những cái con ThinkBook và ThinkPad và cũng sẽ sử dụng những cái công nghệ lõi của IBM luôn. Vậy nên á là Trung Quốc cũng có Trung Disk và Trung Dat, những cái hãng với những cái thương hiệu rất là lớn như Lenovo và lâu dài như Lenovo thì cứ yên tâm mà sử dụng. Và thêm một cái hint nữa nha, đó là GVN tụi mình thì cũng có mở showroom tại Hà Nội. Và cái nói thiệt á là cái thói quen mua hàng của người Hà Nội và cũng như là người miền Bắc á thì họ rất là chuộng mua những con hàng của Lenovo, cũng chả biết lý do tại sao nữa, nhưng mà chứng tỏ cho một điều hàng Lenovo là hàng tốt nên họ mới đặt trọn niềm tin vào hàng của Lenovo, đúng không? Một bạn mang tên là Đục Đục hoặc là Đức Đức thì bạn có hỏi là Given có nhận lock farm giúp khách khi mua bàn phím cơ không ạ? À? Rồi khoan từ từ để tôi nói cái này một cái nha, không phải là con bàn phím nào bạn muốn lock cũng được, tại vì nó sẽ có những cái con bàn phím stock mà nó sẽ dán tem, tem void tức là tem chống phá đó, tem chống mở đó, thì nếu như bạn chọt rách cái tem đó thì chắc chắn là bạn sẽ không còn được bảo hành từ nhà phân phối cũng như là từ hãng, vậy nên là không phải con bàn phím cơ nào cũng lock được farm. Chính xác. Và thiệt ra là Given tụi mình cũng không nhận lock form các bạn. Khi mà các bạn mua một con bàn phím stock ở Given á, mà thường là tụi mình bán phím stock hoặc là phím pre-build, tức là build sẵn tại nhà máy, đã có lúp sẵn switch hoặc là đã có lúp start rồi này kia, thì thiệt ra nó cũng nằm ở cái mức độ là những người sử dụng cơ bản á, mua về sử dụng ngay thì các bạn vẫn thấy ok. Nhưng mà ai mà chơi custom mà khó tính quá thì mình nghĩ là các bạn vẫn phải chịu rủi ro để mà làm lại. Và cũng như là nếu như muốn lock form lại thì bạn có thể là tìm gặp hội nghiền của tụi mình, trong đó là người chủ quản là mình. Và cũng như là mặc dù là tay nghề của mình chưa cao nhưng mà khả năng lock form của mình thì cũng rất là đẹp, cho nên là anh em có thể là contact qua Facebook của mình rồi, ha. Rồi, đi cà phê rồi. Ngắt ngang. Thì thật ra là có một cái giải pháp, cái này là nghiêm túc nè. Các bạn có thể mua những con bàn phím mà stock đã ngon sẵn, chẳng hạn như là một số những cái mã của Apple Esports nè, hoặc là một số những cái mã của Catan Pro đấy chẳng hạn, Given đang bán luôn mà. Thì nói chung là các bạn nên mua những cái con stock ngon sẵn và các bạn cứ chơi thôi, các bạn cứ chơi đâu đó khoảng 1-2 năm gì đó, khi mà nó hết bảo hành rồi thì bạn có thể tháo ra để mà lock lại ha. Còn không là nếu như ngay từ ban đầu mà bạn quá thích custom đi thì bạn mua hẳn một cái kit đi, bạn mua kit nó sẽ lợi tiền hơn. Và mình thấy là hiện tại ở trên các cái hội nhóm này kia thì họ cũng share nhau những cái thông tin này rất là nhiều, bạn có thể tham khảo thêm. Còn nếu như mua phím stock ngon, ghé Given. Dạ. Và đó là tất cả những câu trả lời ở trong cái số lần này. Các bạn đã được nghe chú tể Lockform của chúng tôi nói những cái thông tin rất là thú vị và hữu ích. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và nếu như có những câu hỏi gì đó thì cùng nhau đặt lại ngay phía bên dưới. Và đừng quên là Give sẽ lên sóng video vào lúc 20 giờ hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại. Nói vậy thôi chứ phím tôi con nào cũng fail các bạn. Đừng quên gặp tôi nha. Peace.
Rồi, ok. Ờ, ok. Cảm ơn các bạn. Không, phải qua gặp anh Bình. Đúng, tại vì mình phải gặp những người thất bại để mình... Để học hỏi được hả? Không, bây giờ nó nghe nè. Các bạn là phải đạt tới cái thượng thừa giống Nhật á. Là nó chơi nó lót luôn cả phím laptop rồi. Nó chơi nó lúp luôn cả phím laptop mà. Lúp luôn cái space bar, nói vậy thì... Ê, Nhật, lúp giùm anh cái space bar của con MacBook rồi. Em coi cái clip đó chưa? Em coi cái clip đó chưa? Em coi cái rap của nó là đúng không? Faker! Quỷ vương! Rồi.